Hôm nay xuống nhà trang trại của Chiến Hậu mình làm bắt một em thỏ làm tiệc canh, uống uống chai rượu sim. Trang trại đây rộng rãi nha anh em. Nhà đây lúc trước mình đã làm clip rồi. Chút này thì thẻ cà chơ với cái điêu hồng. Đó, dưới đây nè. Đợt đi bữa ca lục nên là nó bị ấy súng nó chết hết rồi. Cù. Chạy đây thì nuôi đủ thứ. Rất là nhiều. Có cái gà tây nữa nha anh em. Gà tây to lắm. Đó. Đó. Gà tây. Con này chắc còn 10 kg. Ở xe quá, mình không lại chó không à. Làm chút mấy anh em nướng. Giờ là mình chặt rau. Giờ mình lạc rau. Chút làm tiệc canh. Mới ghé lại tiệm mua. Quán mua đây đầy đủ. Đây là mới tới nơi rồi. Xuống trang trại nhà của bạn Chiến Hậu kiếm kèo. Ê, thỏ nha nè. Thỏ. Xuống đi nhà rộng mở trang trại đi heo. Heo rừng, ghe vịt, các kiểu. Đây heo rừng cũng lai bọc ép rồi. Mùa năm trước Chiến Hậu gọi cho mình con bự như vậy nè. Giờ du thợ làm khoét ăn cà làng luôn nha anh em. Rất đẻ. À. Đây là cũng lúc trước cũng đi như cu chung. Nhưng mà giờ công việc hai cơ sở nó bận biểu ở nhà lo cho cái bầy lính đi. À. Xuống đây là chỉ thiếu bia thôi chứ còn màu không thiếu nha anh em. Rồi. Đây là cái đám vuông cây ăn trái. Và cái này là hồ ké nha anh em. Tí nữa câu lên ít con nướng. Vườn rất rộng. Cái này mấy lúc trước mất cu nuôi rất là nhanh nổi nha anh em. Đây, mình với anh Vũ Phong. Anh Vũ Phong xuống chơi. Đây là cây dưa sữa. Mùa đây chưa có lớn. Rồi, xuống nhà Chiến Hậu nó bắt một con thỏ ở đây. Chút nữa là mình chỉ tiếp canh. Còn đây 3 kg nha anh em. 3 kg. Hơn 3 kg á. Hơn 3 kg không? Rồi.
Rồi, giờ thui nha anh em. Thui lên cho nó thơm. Các cái ré thui đàng hoàng hết. Đó. Tí nữa là kèo rơm đây là vàng hươm thôi nha anh em. Anh em nào mà đam mê nhậu là nhìn cảnh này hiểu nè. Đó. Anh em nào mà đam mê nhậu là nhìn vào là thấy khói liền. Chỗ bán không? Đó rồi mình luôn bán. Đó là đặt chậm. Hội An là thông báo đó. Nó nào cùng. Cùng lông thì lại ra luôn rồi chứ. Quá đẹp, bông rạnh luôn à. Để thành phẩm rồi. Anh em làm chai rượu, làm tí thịt canh. Đây là mình ngầu gần cái bếp lửa, phụ trách nướng cho anh em. Còn này 3 kg nha anh em. Thơm rồi, bốc mùi. Anh em ở mọi miền đất nước mình có dịp mà kết nối cùng đi đam mê cô gái á, thì anh em cứ có dịp qua Phú Yên cứ alo mình, mình cũng rủ mấy anh em chiến hữu của mình tập trung lại tiếp anh em nhậu chơi, nói chuyện cu co. Ở nhà thì chơi theo cách nhậu ở nhà nha anh em, còn lên rừng thì cả cách trên rừng. Nói chung là chơi rất là vui vẻ, anh em đoàn kết. Đây là khung cảnh rất là đẹp, nhà của chiến hữu mình rộng rãi nha anh em. Về khu vực này là ở dưới đồng ruộng. Ở đồng ruộng nên là nó rất là thoáng. Đất đai hồi xưa ông bè đỡ là nó rộng anh em, nó không phải như ở thành phố. Đất này tính bằng xèo, bằng hét rồi chứ còn không có tính mét như ở thành phố mình được. Còn tiếp tới trên này là đường lộ nè, trên này là hướng này, trên này là đi vô Nam á, hoặc là ra Bắc là trên quốc lộ này. Còn xung quanh này mới gia cố xây cổng tường lại gọn gàng rồi. Cam trái chín hết rồi nha anh em. Về chút nữa hái nhắm uống rượu vô nóng sân sân này, tí nữa xe đi lạc dừa uống nước cho mát. Bên đây thì rất là sai, nhưng mà đi còn nhỏ, mới lớn chưa uống được. Đây là cây cối đầy đủ, nói chung chủ yếu là chỉ cây thôi. Rồi tôm cũng chào hết anh em nha. Anh em nào cứ mến kênh mình thì vào xem chào vui. Rồi mình chào anh em nha, cứ anh em mà cứ